Minh Trí ơi, ừ. Hải Yến thì rất là thích tiếng Nhật và đang có một cái dự tính là mình sẽ đi học tiếng Nhật. Nhưng mà nghe nói là học tiếng Nhật rất là khó đúng không? Chính vì vậy mà ngày hôm nay Minh Trí sẽ được giới thiệu cho Hải Yến và cũng như những ai đang có nhu cầu học tiếng Nhật. Đó chính là một địa điểm học tiếng Nhật rất là thú vị. Tại đây thì các học viên không học tiếng Nhật bằng một cách khô khan mà học qua một hình thức rất là thú vị, đó chính là làm bánh Nhật. Và lớp học này đã thu hút rất là nhiều bạn trẻ tham gia. Nghe có vẻ rất là thú vị đấy, bởi vì bản thân Hải Yến cũng rất là thích những chiếc bánh. Không những được học về ngôn ngữ mà chúng ta lại còn hiểu thêm về văn hóa của đất nước mặt trời mọc nữa. Vậy thì ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng theo chân nhóm phóng viên của chương trình Nhịp sóng 365 để cùng ghé qua lớp học này để xem là các học viên sẽ thú vị ra sao quý vị nhé. Nhật Bản đang bước vào những ngày thu, do đó hôm nay lớp học sẽ học về lịch sử, văn hóa đặc trưng của các loại bánh mùa thu ở Nhật. Những từ vựng về dụng cụ làm bánh, nguyên liệu, cách làm hay nguồn gốc làm bánh được giáo viên truyền đạt lại bằng phương pháp chơi trò chơi đố vui. Và điều có thể nhận thấy rõ là lớp học khá sôi nổi. Dạ, nó hay hơn nhiều chứ chị. Dạ, nó không có nhàm chán, nó không có, nói chung là không có buồn ngủ. Không những thế, hôm nay học viên còn được tự tay làm bánh Nerikiri và bánh Ohagi, hai loại bánh đặc trưng của mùa thu nước Nhật. Với sự trải nghiệm này, những kiến thức được học sẽ càng thấm sâu hơn. Và đây cũng là cách để các học viên cảm nhận rõ nét nhất về một phần văn hóa tinh túy của xứ Phù Tang. Đó là khi mà qua cái việc mà mình nghiên cứu học hỏi và mình rèn luyện cái đức tính của mình là kiên trì nhẫn nại của người Nhật, thì đó cũng là một cái cách để mình truyền đạt cái văn hóa, cái đức tính tốt của người Nhật đến cho người Việt Nam. Sự kết hợp giữa hai hình thức này là rất tốt bởi chúng sẽ bổ trợ cho nhau, giúp cho người Việt Nam tiếp thu ngôn ngữ lẫn văn hóa Nhật tốt hơn. Những lớp học ngôn ngữ kết hợp với văn hóa như thế này là một hoạt động thường xuyên của Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh. Một lớp học nhỏ nhưng đã góp phần mang văn hóa của đất nước mặt trời mọc đến gần hơn với người Việt Nam. Đồng thời, 40 năm quan hệ hữu nghị Việt-Nhật cũng được thắt chặt hơn.